Tôi là Hoàng Quý, 35 tuổi. Dạ vâng ạ. Dạ. Nhà tôi có trồng 60 cây nhãn ghép nguồn gốc lấy từ Hương Yên lên. Dạ vâng ạ, anh cứ tiếp tục với câu hỏi của mình đi ạ. Vâng, tôi đã trồng 60 cây ghép nguồn gốc lấy từ Hương Yên lên đã được 6 năm tuổi rồi. Đã cho thu hoạch được 3 năm nay rồi. Và hiện tại thì làm sao ạ? Anh mời anh hãy nêu rõ nội dung câu hỏi của mình ạ. Chuyên gia đang lắng nghe đây ạ. Đó, dạ có ạ. Dù thì dày nhưng ăn không mềm, chấm mọt rồi thì là đề nghị các chuyên gia cho biết cách xử lý chăm sóc làm sao để cho màu quả nó vàng đẹp, mùi mềm ngọt hơn. Sau khi thu hoạch quả thì quy trình bón phân thế nào và cắt tỉa ra sao? Vâng. Bây giờ thế này, cái trường hợp của anh chủ yếu là nó có hai yếu tố. Cái không ngọt, cái quả không ngọt và nó không sáng quả thì chủ yếu là nó do hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là phân bón của anh thiếu, chưa đủ vào đâu. Cho nên là trong cái thứ hai nữa là cái tỉa cành tạo tán của anh không tốt. Cho nên là có thể nó thiếu ánh sáng rất nhiều và cây của anh có thể là nó còn có khả năng là nó bị rậm rạp quá thì nó sẽ thiếu ánh sáng cho cho nên là cái quả nó không ngọt và nó lại không sáng màu, không sáng quả đấy. Người ta tỉa rất nhiều thì tỉa rất là đau, mà đặc biệt là cái giai đoạn mà thu hết quả, sau khi thu hết quả là người ta phải tỉa cành tạo tán gần như là đốn đau đấy, thì để cho nó vườn nó thoáng đi và nó ra đến cái mùa thu tới này nó ra cái lộc mới, thì lúc ấy là cái lộc thu ấy nó mới là cho quả nhiều nhất và cái quả khỏe nhất đấy. Thứ hai đấy, nó có hai cái yếu tố. Và bây giờ tôi mách cho anh một cái như này là anh mua cái hạt đậu tương và hạt ngô về anh ngâm, anh bón, anh ủ cho thì sang năm quả của anh rất ngọt và nó rất sáng sủa quả đấy. Thế và cái chăm sóc sau khi mà thu hết quả đấy thì nó có ba cái biện pháp, ba cái động tác phải làm. Cái thứ nhất là tỉa cành tạo tán và tỉa đau, tỉa nhiều vào cho vườn nó thoáng đi. Cái thứ hai là phòng trừ sâu bệnh, tức là cũng phải phun một lượt thuốc bệnh, thuốc sâu và cái giai đoạn đó. Cái thứ ba nữa là bón phân thì chủ yếu là bón phân chuồng thì bón mỗi một gốc của anh bây giờ cây là được 6 năm rồi thì có thể phải bón khoảng độ 30 kg phân chuồng, ủ trộn để hoai mục đi, ủ cho nó thật hoai mục đi đấy, thì anh bón mỗi một cây 30 kg, 30 đến 35 cân đấy. Thì sau đó tiếp tục là đến lúc mà những cái năm thời gian sau khi mà nó chuẩn bị vào mùa hoa thì anh lại phải bón một lần nữa. Thế rồi khi nó có quả non anh phải bón một lần nữa. Thế rồi trước khi thu hoạch anh vẫn phải bón tiếp. Đấy thì là nó có 4 đợt bón phân, mà anh bón đủ cho nó thì quả của anh mới ngọt được và quả của anh mới sáng được nhé. Đấy thì nó có mấy cái động tác đấy anh cần lưu ý. Để thì này giống nhãn quả kém này không? Không, giống thì nó cũng có một phần thôi. Không. Vâng. Thế thì không. Không, không. Đấy là chăm sóc của anh thì là chính. Chăm sóc mới lệ bón phân của anh là chính thôi, chứ còn cái giống tôi tin là giống ở Hưng Yên là giống tốt rồi. Mà trồng ở dưới Hưng Yên này người ta tỉa rất nhiều, tỉa cái cành tạo tán rất nhiều. Thứ hai nữa là khi có quả non người ta cũng tiến hành tỉa quả đấy. Tỉa quả rất nhiều cái chăm sóc đấy, thì anh thực hiện đúng những cái biện pháp đấy thì anh sẽ có kết quả tốt nhé. Vâng. Năm vừa rồi tôi có một hai cây nó không có quả, nó ra cái theo hoặc nó là theo một số người ta chỉ ngắn lâu, người ta bảo ở đây cái cành có cái cành lập lông thì nó không ra quả. Thì đúng rồi. Để khoanh cành thì khoanh vào cái giai đoạn nào? Khoanh vào cái giai đoạn mà trước khi nó ra hoa một tháng đến tháng rưỡi. Một tháng đến tháng rưỡi thì anh khoanh. Tức là nếu mà cây... Không, nó thế này. Tức là nếu mà tính cây nhãn của anh nó ra hoa vào tháng 3 dương lịch phải không ạ? Tức là tháng 2. Tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch thì anh khoanh vào khoảng đầu tháng riêng.
Đấy, tức là sau Tết là anh khoanh là được. Nhé. Sau Tết âm lịch anh khoanh là vừa. Vâng.